Với những nỗ lực của hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách tỉnh Long An từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm 9 tháng đạt trên 54.000 tỷ đồng, quy mô thu ngân sách tăng cao so với nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả thu 2 năm rưỡi bằng hơn 73% so với cả nhiệm kỳ 2016-2020. Qua kết quả thực hiện hai năm 2021, 2022, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 8,9% một năm. Xét chung cho cả giai đoạn 2016 ước thực hiện đến hết năm 2023 thì tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân đạt 10,4% một năm, thu nội địa tăng bình quân 9,7% một năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân hơn 15% một năm. Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, tỉnh tăng khả năng tự cân đối ngân sách từ mức nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương của năm 2021 là 276 tỷ đồng, năm 2022 là 255 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, tỉnh Long An là một trong 18 tỉnh thành phố tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương với tỷ lệ là 5% trên các khoản thu phân chia, với số tiền tính theo dự toán trung ương giàu là 458 tỷ đồng.